Okay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đấy là cái app Accession và cho các bạn làm phim nhé. Vì là đây là con iPad 3 thì cho anh em xem là con này tải rồi có thể sử dụng được không. Trước tiên anh em phải dùng iTunes nhá. Anh em phải đăng nhập iTunes vào. Đây, em có tài khoản iTunes nhá. Vào iTunes. Rồi anh em vào App Store. Đây, ứng dụng đã tìm sẵn đây rồi. Anh chỉ cần ấn Accession, tìm kiếm. Đây, đây chính là ứng dụng các nhà đoàn làm phim cần kết nối với các máy quay. Đây, cái bản này sẽ yêu cầu của iPhone khi phải có iOS từ 9.0 trở lên nhé. Tương thích với iPhone và iPad. Cái này rất là ứng dụng rất nhiều cho các anh em mà đi đoàn làm phim. Thì có rất nhiều hỏi người hỏi mình là xem có thể tải cái này về được không. Thì iOS 9 của iPad 3 tải bình thường em nhé. Chỉ cần tải về thôi. Ok, bây giờ mình đã tải xong anh em nhé. Tải nhanh, rất là nhanh luôn. Bây giờ mình dùng bình thường luôn. Ok anh em nhé, em vào xong rồi này. Đây sẽ là ứng dụng anh em dùng để cho quay phim, chụp ảnh. Ok, em về anh em nhé.